này là bộ led cho eMusic 40 FHD 700. Nó dùng chung với thằng Asanjo 40 ES 900 và loại Asanjo 40 S 600T2 ha. 4 cây 8 bóng 3V, dài là 77 cm. Đây. 4 cây 8 bóng. Dài. Mình cầm một tay cầm máy, một tay kéo thước. Khoảng 77 nha. Cái mã của nó đây, mình quay chậm lại. Đây, đầu socket. Đây mã đây. 4 cây. Lưu ý là cái thằng Asanjo mà 40S600T2 đó, nó có một cái loại là nó dùng 4 cây 10 bóng nha. Còn ở đây là nó dùng chung cho ba đời thông dụng là eMusic 40 FHD 700 và Asanjo là 40S 900 và Asanjo 40S 600T2 loại 8 bóng, 4 cây 8 bóng 3V. Này nó hơi dài nên mình cũng quay nó cũng hơi khó khăn, nó không có đủ khung hình, kéo lên hết thì nó hình nó mờ. Anh em có nhu cầu review cái bộ led nào để lại comment bên dưới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.